Bởi vì bạn ấy đầm hồng cho nên là mình sẽ chọn tóc màu nâu. Thì cái len này thật ra là mình mua từ Nga, hiệu của nó là tên tiếng Nga mình cũng không biết nữa. Giá của nó mình mua là 4 đô, tiền ship khá là mắc. Rồi đó mình mua luôn 10 cuộn mà tiền ship về là 15-20 đô gì đó, mình cũng không nhớ nữa. Mình sẽ để ở dưới description cái đường link để các bạn mua. Trường hợp mà các bạn không có len này thì mình nghĩ là bạn có thể lấy len len cotton mill hoặc là mill bò để bạn tước sợi nhỏ ra và đính từng sợi vào trong đầu của búp bê thì nó cũng sẽ rất là dễ thương. Nhưng mà tại vì mình đang muốn là búp bê tóc xù nên mình sẽ vẫn dùng cái len này. Các bạn nào muốn mua thì có thể rủ bạn bè gom lại mua chung. Nó rất là nhiều màu và mình sẽ để cái đường link mua cái này ở dưới cái phần description ha. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra từng sợi như thế này. Các bạn tiến hành cắt ra thành nhiều sợi như vậy ha. Xong khi mình cắt xong tóc với chiều dài như thế này, không sao ngắn, có thể bạn cắt dài hơn một xíu. Sau khi mình ráp tóc vào xong mình sẽ tỉa. Mình sẽ bắt đầu từ mắt, mình đếm lên 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ bắt đầu từ cuối dòng thứ 5 thì mình sẽ gắn tóc vào. Bởi vì nó là màu màu nâu nên mình sẽ dùng chỉ màu đen. Còn đối với bạn nào là luồng tóc màu vàng thì các bạn nên dùng chỉ màu vàng để cho nó trùng. Mình đưa vào. Cứ cách 2 mũi thì mình sẽ gắn một sợi tóc vào. Cái này là mũi, cách một mũi mình bỏ, mình sẽ gắn vào ở mũi thứ hai. Tiếp tục mình đưa vào sợi thứ hai. Cắt một mũi, bỏ mũi, mình đưa vào. Bạn cứ làm đều khắp đầu. Mình sẽ làm cho các bạn xem mẫu trước một vòng ha, rồi tiếp theo tới vòng thứ hai. Mình sẽ quay lại vào vòng thứ hai nhé. Sau khi mình kết thúc vòng thứ nhất thì mình tiếp tục vòng thứ hai. Mình cũng tương tự như vậy luôn, là mình móc một sợi và mình móc một bên một mũi và mình bỏ một mũi.
các bạn luồn tóc tương tự cho đấy hết tới vòng cuối cùng ha. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã luồn lại hết đầu. Sau khi mình luồn xong tóc thì mình sẽ dán cái phía trước lên. Thì các bạn sẽ được. Và lúc này thì mình tiến hành là mình có làm hai cái tay chẹt của tay mình để dưới description ha. Mình sẽ dán lên, hoặc là các bạn có thể dùng chỉ để may vào, dùng súng bắn keo dán cái tay vào. Và ở phía sau tóc mình cũng dán keo luôn. Các bạn dán cẩn thận ha, không để nó dính keo rất là xấu. Giờ mình sẽ cài hoa lên đầu. Cái hoa này mình sẽ để đường link hướng dẫn cho các bạn ha. Đường link cái này là mình có làm bông tai, cái này làm bông tai cũng được, và cũng có thể làm bông hoa trang trí. Và mình mặc váy vào. Mang đèn ra. Bé này có thể ngồi trên tay của bạn được. Bạn chỉ cần uốn nắn cái chân và bỏ lên lòng bàn tay là có thể là ngồi trên lòng bàn tay được rồi. Bye bye. Chúc các bạn thành công ha.